Xin chào tất cả anh em, Tạp Bóng Đá TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Màn soi kèo tiếp theo của ngày hôm nay là trận đấu giữa Nice và Montpellier trong khuôn khổ vòng đầu thứ 18 của Ligue 1, diễn ra vào lúc 3 giờ thứ năm ngày 12 tháng 1 trên sân động Allianz Riviera, sân nhà của Nice. Trong 5 lần đối đầu gần nhất của hai đội, đội chủ nhà đang thất thế khi đã 3 lần thua, 1 lần hòa và chỉ thắng 1. Nice đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 11 khi có cho mình 21 điểm, là một sự thất vọng nếu so với chính họ ở mùa giải năm ngoái. Trong 5 trận gần nhất, chúng ta có thể nhìn thấy rằng Nice đang có 1 trận thắng, 2 trận hòa và thua 2 trận. Nhìn rộng ra hơn, trong tổng cộng 17 trận đá đấu ở giải vô địch quốc gia Pháp, đội chủ nhà đã có 5 chiến thắng, thua 6 và hòa 6. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps mới chỉ có được 16 lần nổ súng và chỉ nhiều hơn Ajaccio. Đội có hàng công tệ nhất Ligue 1 nhưng hàng phòng ngự lại vững chắc, vẫn đang là điểm tựa vững chắc cho đội bóng này khi họ mới chỉ để thủng lưới 19 lần. Một con số khá ấn tượng với các câu lạc bộ tầm trung. Lý giải cho sự yếu kém này trong khâu tấn công là bởi họ có phụ thuộc vào Andy Delort và Nicolas Pepe, hai cầu thủ đã lần lượt có 5 và 4 bàn thắng tại mùa giải năm nay. Nguồn sáng tạo chính của Nice vẫn là cái tên Sofiane Diop, cầu thủ đã có 3 lần giòn cỗ cho đồng đội sau 9 lần ra sân. Nhìn sang phía bên kia, Montpellier đang có một mùa giải thất vọng khi đang đứng ở vị trí thứ 14, mới chỉ giành được 17 điểm và chỉ còn hơn nhóm cấp đèn đỏ 4 điểm sau 17 lần ra sân tại Ligue 1. Đội bóng vùng Occitanie mới có được 5 trận thắng, 2 trận hòa và thua tới 10 trận. Đoàn quân của huấn luyện viên Roman Pitau cho thấy một phong độ bất ổn khi đã thua 2, hòa 2 và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Mặc dù hàng công đã nổ súng tới 27 lần, nhưng điểm yếu nơi hàng phòng ngự khiến họ phải đánh rơi điểm số khi thủ môn của họ đã phải vượt lưới nhận bóng tới 31 lần sau 17 trận đã đấu. Ban huấn luyện đội bóng cần phải làm việc rất nhiều để giải quyết vấn đề nhân sự và chiến thuật nếu không muốn xuống hạng vào mùa giải sau. Cầu thủ quan trọng nhất của Montpellier đương nhiên là Wahi với 7 bàn thắng sau 15 lần ra sân, người ghi nhiều bàn nhất cho câu lạc bộ. Ngoài ra, khán giả hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Savanier, cầu thủ đã có 6 bàn sau 14 trận thi đấu. Mawasa sẵn sàng châm ngòi cho các đồng đội phía trên khi đã có 4 kiến tạo sau 15 lần ra sân. Mức chấp nhà cái đưa ra trong trận đấu này là Nice trừ 0.75. Với thực lực và phong độ của hai đội ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể tự tin đặt tiền vào Nice ở trận đấu này. Với mức chấp tài xỉu là 2.5, chúng mình nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu khó bùng nổ về mặt tỷ số. Lựa chọn xỉu sẽ là hợp lý cho anh em. Dự đoán Nice sẽ có chiến thắng 2-0 trước Montpellier. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tạp Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.